Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Canh Thân sinh năm 1980, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, bí mật làm điều này, vượt qua kiếp nạn, được lộc bề trên, tránh họa đắc phúc, may mắn liên tiếp kéo về, tiền bạc ùn ùn kéo đến, đổi đời lên một tầm cao mới, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, cổ ngữ có câu, bảo kiếm phong tòng man lệ xuất, mai hoa hương tự cổ hàn lai. Ý là bảo kiếm sắc là nhờ được mài ra, hoa mai thơm là nhờ thống khổ trong bút giá. Con người muốn thành công đều cần phải kinh qua khổ nghiệm. Khi đã thành báu vật rồi thì sẽ có tư thái và sức lôi cuốn kỳ lạ. Người ưu tú dẫu gặp phải vấn đề gì, dẫu đương đầu với thiên binh vạn mã cũng đều có năng lực hóa giải thành công, khiến người khác vô cùng khâm phục. Cổ nhân nói, đời người tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian chỉ vẻn vẹn mấy chục năm ấy, bất kể ai đến với thế gian này cũng đều phải chịu đựng khổ nạn ở các mức độ khác nhau và đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Dẫu rằng ý nghĩa của đời người không hoàn toàn nằm ở việc nhẫn chịu khổ nạn, nhưng vượt qua khổ nạn lại là con đường dẫn đến thành công mà rất nhiều người ắt phải trải qua. Theo luật giải mới nhất từ giới tiên TR Tử Vi, trong số 12 con giáp, có người tuổi Canh Thân sinh ra trong vận hạn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp, nhưng vì tính cách chân thực, lương thiện và kiên nhẫn bền bỉ, nên từ nay đến cuối năm 2023 âm lịch, tuổi Canh Thân đón nhận thiên mệnh, vận đổi sao rời, chỉ cần bí mật làm ba điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc nốt phần đời còn lại, tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn sung túc bên gia đình. Vậy, việc trình của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Thời điểm từ nay đến cuối năm cần lưu ý điều gì? Mời tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Đầu tiên, chúng ta cùng khám phá tính cách tuổi Canh Thân sinh năm 1980 để xem đặc điểm tính cách này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Canh Thân như thế nào. Họ nên phát huy điểm mạnh nào, hạn chế điểm yếu nào trong công việc và kinh doanh để có được thành công, hạnh phúc viên mãn. Dưới đây là 7 tính cách của những người sinh năm Canh Thân 1980. 1. Một trong những phẩm chất đa dạng của người tuổi Thân là tính kiên định. Mặc dù trong số họ có những người hay xấu hổ, đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ẩn giấu những suy nghĩ không thể lay chuyển nổi. Tuy nhiên, nói rằng tất cả những người sinh năm Thân đều tự tư, tự lợi, đố kỵ là không hẳn đúng. Khi chưa trực tiếp tham gia vào hoạt động nào đó, thì họ không để ý lắm đến những hoạt động đó. 2. Nam giới tuổi Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng, nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý, bởi vậy mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. 3. Tuổi Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc, đôi khi có người cho rằng tuổi Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. 4. Tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình, họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. 5. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình, đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. 6. Tuổi Thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức, vì vậy những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. 7. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng, đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy.
gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, phụ nữ tuổi Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn. Nhờ vào sự khéo léo của mình, những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Nhược điểm người tuổi Canh Thân, đôi lúc sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Thân gặp nhiều rắc rối, họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Canh Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Do đó, nhiều người cho rằng tuổi Thân trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Người Canh Thân mệnh mộc tuy đứng đắn và thẳng thắn, nhưng khá cố chấp và cứng nhắc, nhất là khi họ đã đạt đến một ngưỡng tuổi nào đó, cứng thì thường dễ gãy. Do vậy, để có thể dung hòa được công việc và cuộc sống, người tuổi Canh Thân mệnh mộc cần biết một chút về chính mình, từ đó điều hòa bố cục phong thủy bản thân, tạo ra được một sự nghiệp vững bền, cũng như một cuộc sống thoải mái. Lời khuyên cho người tuổi Canh Thân. Tuổi Canh Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Trong cuộc sống, cần để ý hơn về thời cuộc, không nên hiếu thắng quá mức, vận phát thì tích trữ, đầu tư, phát triển tối đa thu về thành tựu, lợi ích thực tế, có những nguồn tích lũy cho bản thân và gia đình nhiều, tránh thất thoát. Khi vận kém thì mộc đại diện cho hữu danh vô thực, nhiều khi hay bị người khác đánh giá, ghét bỏ. Canh Thân hay gặp những trục trặc trời ơi đất hỡi, thực sự khiến cho tù túng, túng quấn khó thoát ra được. Bởi vậy cần sự cho đi, sự kết nổi, cởi mở hơn, đón nhận nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, vui vẻ hơn, lạc quan và hòa đồng với mọi người. Tiếp đó sẽ được thuận lợi tốt đẹp hơn cả, rất tốt về sau. Những người tuổi Thân nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão, vận trình bước sang năm thứ hai của chuỗi hành trình 3 năm tam tai. Dù là năm giữa của tam tai, là năm mà vận hạn của tuổi Thân chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất của vận hạn này, thế nhưng năm Quý Mão được đánh giá là khá bình lặng. Sóng yên biển lặng dành cho những người tuổi Thân nói chung, còn với những người tuổi Canh Thân nói riêng, khi bước sang năm 2023, vận trình của họ gặp bố cục thiên sinh địa hợp. Cho nên có thể thấy đây là một năm mà vận trình của những người Canh Thân này có phần thuận lợi và suôn sẻ giữa muôn trùng vận hạn. Tử vi Canh Thân 2023 có nhiều điểm tốt đẹp, cục diện thương quan sinh tài, ngụ ý nhờ tinh thần mưu lược, ứng biến thông minh mà nghề nghiệp chính của bản mạng sẽ được đảm bảo. Trong công việc bạn thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn bạn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm, tinh thần chăm chỉ cần cù sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt. Có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính, tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, người tuổi Canh Thân cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính bản thân. Đôi lúc thương quan phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ, sẽ đẩy bạn tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung, điều này không tốt cho con đường thăng tiến của bạn. Về tài lộc, năm nay Quý Mão 2023 âm lịch được sự trợ giúp của sao Cát Tường Nguyệt Đức, tuổi Canh Thân có thể có tiền ổn định vào tài khoản, thu nhập rất đáng kể đối với những người bạn làm kinh doanh. Có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ của khách hàng mới và cũ, và công việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn và có thể tiếp tục mở rộng quy mô và đào sâu lĩnh vực kinh doanh. Năm nay, tuổi Canh Thân có thể có được thông tin đầu cơ đáng tin cậy và có được thu nhập đầu tư và quản lý tài sản đáng kể. Tuy nhiên, do bị hung tinh tiểu hao chiếu mệnh không thuận lợi, nên bạn có thể gặp phải những thiệt hại nhẹ về tiền bạc. Bảo quản tốt tiền bạc cá nhân của bạn, thực hiện các biện pháp an ninh ở nhà, bảo quản đồ đạc cá nhân khi ra ngoài và kịp thời tránh xa kẻ trộm. Cần lưu ý rằng, những người tuổi Canh Thân độc thân có thể sử dụng số tiền dự trữ trước đây của họ để kết hôn trong năm nay, hoặc để mua một ngôi nhà, hoặc một chiếc xe hơi. Vì vậy mặc dù tài lộc của họ tốt trong năm 2023, nhưng họ vẫn có rất nhiều chi phí, phải làm tốt công tác quản lý tài chính và phân bổ nguồn vốn hợp lý. Người tuổi Canh Thân gặp năm Quý Mão không có sao đào hoa vây quanh, nếu đang nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng độc thân, tuổi Canh Thân có thể chủ động tham gia buổi hẹn hò, ăn tối hoặc nhờ người thân, bạn bè xung quanh mình giới thiệu, nhưng đừng hành động quá vội vàng, nếu không bạn có thể rơi vào bẫy tình. Đối với những người tuổi Canh Thân đã có bạn đời ổn định, năm nay cả hai rất hợp nhau và sẽ không cãi vã vì những chuyện vặt vãnh nhàm chán. Người tuổi Canh Thân đã kết hôn có thể có thêm con cháu trong nhà, tình yêu hạnh phúc, vợ chồng có thể thường xuyên đi du lịch để thư giãn. Năm người tuổi Canh Thân năm nay nhân duyên rất tốt, gặp được nhiều bạn bè tương hợp,
có thể giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp và tiền bạc, có thể đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển cuộc sống sau này. Nhìn chung, năm 2023, Canh Thân nên chuẩn bị cho một năm phát huy những điều tốt đẹp nhất trong bạn. Hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của tuổi Canh Thân đều sẽ được hưởng bình an, may mắn. Bạn sẽ nuôi dưỡng tốt tài năng của mình và sử dụng chúng để mang đến thành công, thịnh vượng và tài lộc dồi dào trong cuộc sống. Giữa những khó khăn và thách thức, bạn nên tiếp cận chúng một cách tự tin và không ngừng nâng cao khả năng của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì đang làm, bạn sẽ nắm bắt được những cơ hội tốt đẹp đến trong cuộc sống. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp tuổi Canh Thân thời điểm từ nay đến cuối năm 2023 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Canh Thân bước vào giai đoạn nước rút cuối năm 2023 âm lịch, làm việc tất bật, đối mặt nhiều khó khăn, áp lực, khối lượng công việc nhiều. Việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện, vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước. Các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, nội bộ lục đục, xảy ra nhiều cạnh tranh, mâu thuẫn. Tất nhiên việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển. Xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều, và tất nhiên, ai biết chủ động nắm bắt cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người ấy sẽ có được thành công như mong muốn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Canh Thân cuối năm này, vận quý nhân không đến nỗi tệ. Quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai mà để nhờ cậy hay không thôi. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng có sự khởi sắc, ban đầu va vấp khá nhiều khó khăn. Nhưng càng làm càng hanh thông, cứ kiên trì tới cùng sẽ thu về kết quả ưng ý, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình cuối cùng gặt hái thành quả xứng đáng. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tuổi Canh Thân cuối năm 2023 âm lịch cho thấy, chính ấn cát thần và long đức cát tinh mang vận quý nhân tới, đương sự gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước, vì thế quan lộ thêm phần thênh thang. Trong giai đoạn cuối năm 2023 có dấu hiệu thay đổi chức vụ hoặc thăng chức cao hơn, có điều cần chủ động nắm bắt, do dự sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội tốt. Đặc biệt, trong thời gian này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng. Nhìn chung tổng thu nhập tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ, với những bạn còn có nhiều dự định tài chính cần thực hiện thì nên hết sức để phòng tiểu hao hung tinh gây hao tốn tiền của. Cần tiết chế ham muốn mua sắm mùa giảm giá cuối năm, hạn chế những đồ không cần thiết, tránh rơi vào tình trạng tiền vào tay rồi lại bay ngay. Người kinh doanh, buôn bán, cuối năm thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời. Bản mệnh yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dữ dội. Với người kinh doanh, buôn bán, để thúc đẩy tài khí tăng mạnh, thu hút nhiều may mắn tiền bạc, bạn có thể đặt ở cửa hàng biểu tượng mèo thần tài. Vị trí đặt tượng mèo chiêu tài phù hợp nhất là ở hướng bắc cửa hàng, cửa hiệu hoặc phòng khách. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi cho thấy tình duyên của người tuổi Canh Thân có sự chuyển biến tích cực trong thời điểm cận Tết Nguyên đán này. Người độc thân vượng nhân duyên, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, thậm chí còn gặp quý nhân mai mối đối tượng phù hợp, vì thế sẽ không quá khó khăn để bạn tìm thấy đối tượng ưng ý cho mình. Các cặp vợ chồng kết hôn lâu, tình cảm cũng ngày càng bền chặt, có điều, không ai biết trước chữ ngờ, vận đào hoa sát đang đeo bám. Bản mệnh nên thận trọng trong các mối quan hệ, đừng để bị lôi kéo vào tình cảm tay ba phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi thời điểm cuối năm 2023 âm lịch của tuổi Canh Thân theo lịch âm, phương diện sức khỏe phát sinh khá nhiều vấn đề nổi cộm, trong thời gian này có lộc về ăn uống. Bản mệnh liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng, vì thế mà chế độ dinh dưỡng thường ngày gần như bị đảo lộn hoàn toàn, đó là nguyên nhân chính gây ra tình trạng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém. Hơn nữa với những ai có sức đề kháng kém, rất dễ mắc các bệnh lây lan qua đường hô hấp như cảm cúm, đau mắt đỏ. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc sức khỏe hơn. Lưu ý, thời điểm cuối năm có thiên hình hung tinh tác động, tuổi Canh Thân đi đứng cẩn thận hạn chế bị thương tật, chảy máu do tai nạn xe cộ, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tính mạng. 1. Tử vi tuổi Canh Thân từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Thân từ nay đến hết tháng 11 âm lịch có bố cục giáp mộc thiên tài tương sinh quý thủy thương quan, nguyệt lệnh là tí thủy tương hại mão mộc.
và bán hợp mộc cục với tuổi Thân. Đây là một bố cục đại phúc đại quý. Bạn là người có đầu óc kinh doanh linh hoạt, cơ biến, nên dễ dàng tạo ra nguồn thu nhập mới, khả năng hoạch định tài chính tốt, nên tháng này bạn có vài khoản thu nhập khá ổn. Tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Canh Thân âm lịch, khuyên bản mệnh hãy mạnh mẽ tiến về phía trước, bởi sau lưng bạn luôn có tam hợp hậu thuẫn, giúp mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, để gặt hái được thành công thì sự cố gắng, nỗ lực cùng với tài năng của bạn là không thể thiếu. Hãy nhanh nhạy để có thể phát hiện và nắm bắt các cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, khẳng định vị thế của mình. Tháng 11 này, bản mệnh có cơ hội được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, thời điểm này, bạn còn có thể kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp đáng quý. Đối phương đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc về tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa, với suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, bạn có thể nắm bắt vấn đề vô cùng nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo hướng đúng đắn nhất. Tình hình tài chính của người tuổi Canh Thân có những biến chuyển tích cực, có thể dễ dàng nhận ra trong tháng 11 này, cục diện tam hợp giúp bạn kiếm tiền về đầy túi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc là yếu tố khiến cấp trên liên tục dành cho bạn những khoản thưởng nóng. Thậm chí, một số người còn chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khiến cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Nếu có khoản tiền dư giả, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy đi trước. Như vậy, bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn hơn, hạn chế nguy cơ tốn tiền hao của. Với người làm ăn kinh doanh, nhờ mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Dưới sự chỉ dẫn của quý nhân, bạn hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Quý nhân, Thìn, Hợi, Tiểu Nhân, Dậu, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, tím, con số may mắn 22, 01, 34. 2. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Thân gặp vận trình Ất Mộc chính tài tương sinh Quý Thủy thương quan, địa chi nguyệt lệnh là Sửu Thổ tương khóc Mão Mộc, nguyệt lệnh là bản mệnh tương sinh, xuất hiện Thiên Hỷ cát tinh, đây là bố cục tương đối tốt, ngũ hành căn mệnh của bạn vẫn mạnh trong tháng này, nên gặp thương quan sinh tài thì may mắn, bạn thông minh lanh lợi, không sợ bị trói buộc, dám vứt bỏ lối mòn để đi theo cách làm mới. Là người giỏi kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, nên bạn dễ dàng thành công trong năm 2023. Nam mạng được nửa kia giúp nên có điểm báo may mắn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc cho tuổi Canh Thân tháng này, vận quý nhân không đến nỗi tệ. Quan trọng là bạn có tinh tế để nhận biết ra người đó là ai mà để nhờ cậy hay không thôi. Công việc kinh doanh buôn bán trong tháng trước nghịch sau thuận, ban đầu va vấp khá nhiều khó khăn, nhưng càng làm càng hanh thông, cứ kiên trì tới cùng sẽ thu về kết quả ưng ý. Theo thầy tử vi, mặc dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, song tuổi Canh Thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng mức thu nhập cuối tháng. Tháng này, ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm những khoản thu phụ như tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, quà tặng. Nhìn chung tổng thu nhập tháng dồi dào, tiêu tiền không phải đắn đo suy nghĩ. Người kinh doanh, buôn bán, có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, một vài dự án đầu tư có sinh lời. Bản mệnh yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dư dôi. Vận đào hoa đang khởi vượng, người độc thân tranh thủ cơ hội tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, chủ động là cách tiếp cận trái tim đối phương dễ dàng nhất. Tất nhiên, chủ động vẫn phải khéo léo, thô quá sẽ bị đánh giá thấp, các cặp vợ chồng đề phòng kẻ thứ ba phá đám. Về sức khỏe, ăn uống vô độ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là chứng đau dạ dày. Vì thế hãy tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng bình ổn, không bị tăng đột biến. Quý nhân, Thìn, Hợi, Tiểu Nhân, Dậu, Tuất, màu sắc cát tường, trắng, tím, con số may mắn 10, 92, 66. Thưa quý anh chị tuổi Canh Thân 1980 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Canh Thân nên chọn người có ngũ hành, thiên can,
địa chi, tương sinh với tuổi Canh Thân, đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Canh Thân nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, tốt, Mậu Tý 1948, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Canh Tý 1960, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Bính Tý 1996, khá, Kỷ Sửu 1949, trung bình, Giáp Thìn 1964, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Thân trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Tỵ 1953, xấu, Đinh Hợi 1947, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Người sinh năm Canh Thân 1980 hợp với tuổi nào? Việc xem tuổi hợp sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Bên cạnh đó, xem tuổi hợp cũng sẽ giúp khía cạnh tình duyên khởi sắc hơn, bạn sẽ tìm được ý trung nhân và có được cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Canh Thân hợp các tuổi thuộc mệnh thủy gồm Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu. Khi làm ăn với nhau, công việc thuận lợi, làm ăn phát đạt. Hợp các tuổi thuộc mệnh hỏa, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Giáp Thìn,
Ất Tỵ, Bính Dần, Đinh Mão, Giáp Tuất, Ất Hợi. Khi hợp tác làm ăn, thường người tuổi Canh Thân sẽ là trợ lý hoặc cấp dưới thì công việc mới hanh thông, thuận lợi. Hợp người thuộc mệnh Thổ, Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, làm ăn hợp tác cùng tuổi Canh Thân được thăng tiến, phát triển trong sự nghiệp. Nam tuổi Canh Thân khi kết hôn với các tuổi Nhâm Tuất, Mậu Thìn và Kỷ Mùi sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm. Nữ tuổi Canh Thân kết hôn cùng với các tuổi Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn và Kỷ Mùi sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tài lộc sung túc. Tuổi không hợp với bản mệnh là Canh Thân cùng tuổi Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần và Giáp Dần. Quý nhân của tuổi Canh Thân trong năm 2023. 1. Người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ và tuổi Thân có mối quan hệ lục hợp thái tuế, nên hai con giáp này cũng rất hợp nhau, có thể bổ trợ và giúp đỡ nhau rất nhiều trong năm 2023. Đặc biệt, vận khí của người tuổi Tỵ trong năm Quý Mão rất nổi bật, sẽ mang lại vận may vượng khí cho người tuổi Canh Thân. Đối với những người cầm tinh khỉ, chỉ cần có sự giúp đỡ của người tuổi Tỵ trong năm này thì dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, công việc vẫn phát triển rất suôn sẻ, tiền kiếm được rủng rỉnh. 2. Người tuổi Thìn. Đối với người tuổi Canh Thân, bạn thường được đánh giá cao nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và có nhiều suy nghĩ sáng tạo của mình. Nhưng khuyết điểm của bạn là thường nhanh quá hóa đoảng, dễ gặp sai sót. Cũng vì cái tính bộp chộp của mình, đôi khi bạn đưa ra quyết định quá nhanh mà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng. Hậu quả sau đó cũng khá nghiêm trọng. Vì những điều đó, tuổi Thìn sẽ là đối tác hay một người bạn tâm giao mà tuổi Thân rất cần có trong cuộc đời này. Sự chín chắn, cẩn thận và bình ổn của tuổi Thìn sẽ giúp tuổi Thân hạn chế được rất nhiều sai lầm không đáng có và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Ngay sau đây là những điều tuổi Canh Thân cần kiêng kỵ trong năm 2023. Trong năm 2023, tuổi Canh Thân gặp hạn tam tai, các tuổi phạm kỵ cần kiêng kỵ những điều sau. Để có thể tránh xui xẻo, đeo bám, kỵ việc bỏ dở hay dừng việc đang tiến hành, kẻo hoài phí công sức, thường thì sau đó vẫn tiếp gặp trở ngại. Vận đen chưa buông tha, kỵ việc cưới hỏi, kỵ đi đường sông nước, kỵ hùn hạp làm ăn lớn, đầu tư mạo hiểm, kỵ đứng tên mua nhà, xây dựng nhà cửa. Để mệnh Canh Thân năm Quý Mão bớt đi những trắc trở, dưới đây là một số mẹo phong thủy như sau: hướng tốt, bắc, tây, bắc, tây, màu sắc may mắn, màu bản mệnh, hành mộc, xanh lá, xanh chuối, màu tương sinh, hành thủy, gồm đen, xanh dương, xanh nước biển, hành hỏa, gồm đỏ, tím, hồng, cam. Màu đen đuổi gồm các màu thuộc hành kim như trắng, ghi, màu thuộc hành thổ như vàng, nâu đậm, màu trắng, màu xám và màu nâu. Con số may mắn cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Để tính con số may mắn của tuổi Thân sinh năm 1980 theo công thức đã đề cập, ta sẽ thực hiện các bước sau. Bước 1. Tính tổng hai số cuối của năm sinh 1980 là 8 cộng 0 bằng 8, vậy tổng B là 8. Bước 2. Nếu bạn là tuổi Thân sinh năm 1980 và bạn là nam, ta lấy số 10 trừ đi B để tìm ra số may mắn C, 10 trừ 8 bằng 2. Bước 3. Bạn là nữ sinh tuổi Thân, ta cộng số 5 với tổng B để tìm tổng D, 8 cộng 5 bằng 13, tổng D lớn hơn 9, nên ta cộng dồn các con số đơn trong kết quả, 1 cộng 3 bằng 4. Như vậy con số may mắn của tuổi Canh Thân là nam, số 2, nữ, số 4. Ngoài ra, trong thời điểm cuối năm 2023 âm lịch này, để có được may mắn về mọi mặt người tuổi Canh Thân nên đeo vòng tay tam hợp để cầu phúc. Song bản mệnh cũng có thể đeo mặt quan Thế Âm để bảo vệ gia đình bạn và đeo thạch anh xanh, ngọc thạch anh đá mặt trăng hoặc thạch anh đen để mang lại hạnh phúc cho bản thân. Ngoài ra, nữ tuổi này cũng nên sử dụng vòng tay xê chí màu vàng, thạch anh tóc vàng, sa phia vàng, mắt hổ vàng tâm để mang lại phong thủy tốt và tài lộc dồi dào. Còn nam mệnh này nên đeo vòng tay đá mắt hổ tỳ hưu hoặc treo mặt dây chuyền tỳ hưu đá mắt hổ nâu đỏ trong ô tô. Lời nhắc cái biến vận mệnh tuổi Canh Thân cuối năm 2023. Bài học từ cổ nhân đó là: làm người có ba điều được cho là đại ngu, tuyệt đối không được phạm phải. Tuổi Canh Thân cần hiểu những đạo lý này để tránh những phiền phức và có một cuộc sống thanh thản, yên bình. Điều đại kỵ đầu tiên là tâm không thể tự mãn. Người xưa có câu đầy rồi sẽ dẫn đến tổn hại, thiếu hụt mới có chỗ để lấp vào. Có thể thấy tâm tự mãn là mối họa tiềm ẩn, như quả bóng căng tròn chỉ chờ đến lúc là nó nổ tung, chỉ có người biết tiến, biết lui, biết hạ mình khiêm nhường thì mới có thể tránh được tai họa. Điều cấm kỵ thứ hai, cấm kỵ tức giận.
Tức giận giống như một mồi lửa đốt cháy phúc phận của chúng ta. Khi tức giận ta có thể làm ra những chuyện tổn thương đến bậc trưởng bối, người thân, bạn bè. Vậy thì nghiệp quả mà ta phải gánh lại càng nặng hơn nữa. Sau sát sinh thì tức giận là hành vi làm tổn hại phúc đức của con người nhiều nhất. Điều cấm kỵ thứ ba, nói những lời sắc láo với trưởng bối. Làm con cái mà hỗn láo với cha mẹ thì đó là người có phúc phận cực kỳ kém. Dù có cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn phúc phận của mình. Người xưa có câu, trăm nết thiện hiếu đứng đầu. Đối với cha mẹ mà nói lời sắc láo, thái độ khinh nhờn thì quỷ thần đều phẫn nộ. Vì thế thần Phật cũng sẽ không bảo vệ những người như thế. Bởi vậy, nếu công việc không thuận lợi, gia đình không hòa thuận, con cái chẳng nghe lời, ta phải xem lại cách mình đối đãi với cha mẹ. Tôn trọng người lớn tuổi, hiếu thảo với mẹ cha, mọi thứ sẽ thay đổi, hung khí bị đuổi đi, phúc ấm lại quay về, làm việc gì cũng thuận lợi, dài lâu. Quý vị thân mến, năm tháng vô tình, chớp mắt đã đẩy người ta xuống nửa dốc cuộc đời, đến một độ tuổi nhất định. Hầu như ai cũng bắt đầu giác ngộ được nhiều điều trong những đắng cay ngọt bùi và không ngừng rèn luyện để hoàn thiện bản thân giữa những khó khăn. Đến độ tuổi trung niên, hẳn rằng chúng ta cũng nên lựa chọn cách đối mặt với cuộc sống ở nửa đời còn lại. 1. Tiết kiệm tiền. Cảm giác an toàn to lớn nhất, một số người nói, tiền không thể tiết kiệm mà thành, chỉ có kiếm mà ra. Nhưng nếu bạn vốn không kiếm được nhiều mà vẫn không biết cách tiết kiệm, thì chắc chắn khi cuộc sống gặp biến cố, bạn sẽ trở tay không kịp. Khi muốn thử thách bạn, đời sẽ không bao giờ kiểm tra những gì bạn đã chuẩn bị, mà chỉ thứ bạn đã bỏ qua. Những người tiêu xài quá mức mà không có sự tính toán và chừng mực, cũng là đang bòn rút tương lai của họ. Đặc biệt, khi con người ta bước vào tuổi trung niên, sự suy sụp thường bắt nguồn từ việc thiếu thốn tiền bạc, sống trong xã hội ngoài kia. Sự tôn trọng và thể hiện cũng được cân đo đong đếm bằng tiền và nguồn lực kinh tế. Người xưa có câu, có tiền thì có thể đi khắp thiên hạ, nhưng không tiền thì một tấc cũng chẳng bước nổi. Trong biển đời trông tranh này, tiền bạc là chiếc phà giúp neo đậu và qua sông, tuổi già sức yếu, không thể cứ trông cậy vào con cái, tự lập vẫn là điều quan trọng nhất. Có tiền bạc trong túi, làm gì cũng không cần xem sắc mặt của ai, cũng không phải sống phụ thuộc, còn giúp mình chữa lành mỗi khi bệnh tật đau ốm. 2. Tập thể dục để dưỡng sinh. Hầu hết ai cũng biết lợi ích của việc tập thể dục và rèn luyện sức khỏe, nhưng vì lười biếng nên né tránh và trì hoãn. Người xưa nói, cần cù thiên hạ vô sự, lười biếng thế gian đại loạn. Có người đã già ở tuổi 60, nhưng có người tuổi đã 80, nhưng vẫn là cây lớn vững chãi. Tập thể dục là vũ khí tốt nhất của cuộc đời con người, chống lại sự xói mòn của năm tháng tàn nhẫn. Và nó cũng là liều thuốc tốt để chữa lành mọi thứ. Nền tảng của sắc đẹp là sức khỏe, và nền tảng của sức khỏe cần phải tập thể dục để duy trì. Những thay đổi do tập thể dục mang lại có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng mồ hôi và nỗ lực bạn bỏ ra hàng ngày sẽ khiến bạn đủ đầy sức khỏe. Để tận hưởng hạnh phúc về lâu về dài, giàu có hay tài giỏi đến mấy mà không có sức khỏe thì mọi thứ cũng thành vô dụng. 3. Đọc sách và học tập để dưỡng tâm. Cổ nhân đã nói, tuổi trẻ đọc sách như ngắm trăng qua khe hở, tuổi trung niên đọc sách như ngắm trăng trong sân đình, kinh nghiệm nông hay sâu, cũng từ đây mà ra, tùy thuộc vào độ tuổi. Cảm nhận và đúc kết khi đọc có thể khác nhau, vì khi tuổi tác tăng dần, chúng ta càng trân trọng tính trần tục và những thăng trầm của cuộc sống trong cuốn sách. Đến tuổi trung niên, việc đọc không còn đơn thuần là đọc nữa, mà nhiều hơn là cảm giác và trạng thái tinh thần. Đây là sự tích lũy trí tuệ trong cuộc sống và đặt tâm hồn vào một thế giới phức tạp. Người tiếp thu cái mới thường sở hữu tâm hồn tràn đầy, được nuôi dưỡng bởi sách và ngôn từ. Đến tuổi trung niên, cuộc sống khó khăn, nếu học tập nhiều hơn, trau dồi bản thân thì sự nghiệp mới có thể khởi sắc. Chỉ bằng cách học tập, bạn mới tìm thấy đường ra trong lạc lối nhất thời. 4. Dậy sớm là thói quen tạo ra vốn liếng ít mất công sức nhất. Mỗi ngày dậy sớm như vậy, bạn không thấy mệt sao, nhưng khi dần quen với việc này, bạn sẽ thấy rằng mình có thể làm được rất nhiều việc nếu thức dậy sớm hơn mọi khi. Người dậy sớm luôn có thể chủ động trong cuộc sống trước những người khác. Dậy sớm, bạn có thể thưởng thức bữa sáng mà không cần phải vội vàng, có thể chủ động trong mọi thứ chứ không phải bị lắm chuyện cản trở, có thể sử dụng hợp lý thời gian, cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, thu hoạch vào mùa thu phụ thuộc sự chăm chỉ của mùa xuân. Một người có thể kiểm soát được buổi sáng thức dậy thì cũng có thể làm chủ được cuộc đời mình. Cổ nhân có câu, bất hạnh không đến bất ngờ, phúc không tự nhiên mà có, những bất hạnh và phúc lành đều bị chi phối bởi quy luật nhân quả. Bạn dùng thái độ nào để sống, thì cuộc đời sẽ đáp trả lại kết quả xứng đáng. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.